Thầy vừa tắm rửa xong và thay y xong nha mọi người. Bây giờ là thầy tiếp tục đi tiếp nha. Rất là đông đảo bà con Phật tử của Quảng Bình đang xếp hai hàng thẳng lối để cho thầy Thích Minh Tuệ đi qua nha mọi người. Đi đầu là thầy Minh Tạng, thứ hai là thầy Minh Tý nha. Còn nhiều vị sư thầy khác thì em không biết tên nha mọi người. Đây là thầy trẻ tuổi nhất trong đoàn nha. Thầy rất là đẹp trai. Đằng kia là thầy Thích Minh Tuệ. Còn sư huynh này thì mới gia nhập tăng đoàn của thầy nha. Thầy đi thầy Minh Tuệ cho mọi người. Mọi người từ từ thôi, đừng cứ chen lấn nha. Đây thầy hộ pháp, bàn tay to bàn chân rất là to nha mọi người. Bây giờ là thầy tiếp tục di chuyển. Để em lên đằng trước em quay tiếp tục cho mọi người theo dõi nha. Đây là hình ảnh rất là đẹp từ các Phật tử và người dân của thị xã Quảng Bình nha mọi người. Cô chờ lâu chưa? Cô chờ lâu chưa? Mới vô hả? Đây là mình gọi là khu vực gì cô? Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình hả? Đây là quốc lộ 1A luôn. Đây là các cô Phật tử nha. Chào chị. Đây là cũng là các em học sinh cũng ra chờ thầy nha mọi người. Hiện tại là thầy còn một cây số nữa là đến nha. Đây cũng có một khán giả. Hiện tại bên kia đường cũng rất là đông các Phật tử và người dân địa phương đến chờ thầy, đón thầy, đảnh lễ thầy nha mọi người. Quá trời luôn. Trước mặt mọi người đây là các em học sinh nha. Cũng rất là yêu mến thầy và chờ thầy đến nha mọi người. Đây cũng có một người. Chào mọi người nha. Đây quá trời luôn. Ủa em chờ lâu chưa? Quá tuyệt vời luôn. Đây trước mặt có hai năm sáu em học sinh nha. Mình xếp hàng ngay ngắn lại các con ơi. Mình xếp hàng ngay ngắn lại nha. Xếp hàng ngay ngắn lại, lát thầy đi qua cái mình chắp tay ha. Mình chắp tay cái mình Nam Mô A Di Đà Phật là xong ha. Bà con ở Quảng Bình rất là dễ thương nha mọi người. Các em học sinh rất là ngoan ngoãn nha. Thầy còn một cái số nữa là tới. Ủa ở đây là vị trí nào con? Ở đây là khu vực nào hả? Quảng Hưng hả? Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình. Quảng Hưng, Quảng Bình. Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình. Mọi người ơi, các em học sinh quá là dễ thương nha. Đúng là thầy Minh Tuệ đã gieo duyên cho tất cả các mọi chúng sanh. Tất cả đồng bào dân tộc trong và ngoài nước nha. Các em học sinh vẫn yêu mến thầy. Các em học sinh đi. Các em có thích thầy Minh Tuệ không? Có. Thiệt không? Thiệt không? Yêu mến thầy Thích Minh Tuệ hả? Vậy ráng ngoan ngoãn với cha mẹ nha. Ráng ngoan ngoãn với cha mẹ là không có nên hư hỏng nha, ráng học tập nha. Vâng mọi người ơi. Hiện tại bà con Phật tử ở Quảng Bình kéo ra rất là đông nha mọi người. Đây.
đang chờ thầy hả? Dạ. À, ngoan quá ta. Đây là học sinh nè mọi người ơi, học sinh cũng rất quý trọng thầy Thích Minh Tuệ nha. Quá trời luôn mọi người ơi, quá trời Phật tử. Chào các con nha, chào cô nha. Dạ. À, chào hai em. Chào cô chú anh chị em ạ. À. Chào, chào mọi người. Rất là đông như mọi người. Ở bên kia đường cũng rất là đông Phật tử và bà con nha. Sẽ qua bên kia đường quay tất cả các Phật tử cho mọi người theo dõi nha. Rất là đông Phật tử nha mọi người. Đây. Chào cô, chào cô. Dạ, chào Phật tử. À, chào các em nha. Chúc mừng mọi người. Thầy đến rồi, thầy đến rồi mọi người ơi. À, mọi người thấy kể cả các em nhỏ, em thiếu nhi, học sinh mà còn hiểu biết nữa và yêu mến thầy Thích Minh Tuệ nha. Hiện tại thì thầy đang trên địa chỉ Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình nha mọi người. Thầy đi đến đâu thì ánh hào quang sẽ thắp sáng đến đó nha. À, thầy Minh Tuệ đã qua đường rồi nha mọi người. À, hiện tại các anh cảnh sát giao thông đã điều hướng dừng phương tiện lại để cho thầy Minh Tuệ qua bên cây xăng để đi vệ sinh nha. À, lần đầu thấy khu vực Quảng Bình rất là đông Phật tử đến như vậy. À, nói chung là không có thua gì Nghệ An, Thanh Hóa hết nha. Quá trời đông luôn mọi người ơi. Trời ơi. Quá trời đông mọi người. Cái này gọi là đông nghẹt. Quá trời đông luôn. Con người đông đến như vậy luôn. À, thầy đang vệ sinh thì em không có thể quay bên trong cho mọi người theo dõi được nha. Né ra cô ơi, né ra chị. Cô né ra cho cô đem nước vào cho thầy. Quay mặt ra cho thầy. Quay mặt ra mọi người ơi, quay mặt ra để cho thầy đi vệ sinh nha. Quay mặt ra mọi người ơi. À, rất là đông Phật tử ha. Đông Phật tử và người dân hiếu kỳ như mọi người. Đây, hai mẹ con.
mọi người thấy hai anh cảnh sát giao thông không? Đó, rất là tốt bụng nha. Đi vất vả mà lúc nào trên khuôn mặt của các anh cảnh sát này vẫn nở nụ cười nha mọi người. Để em lại soi địa chỉ cho mọi người theo dõi nha. Đây là cây xăng, cây xăng địa chỉ ở Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình nha mọi người. Thôi bây giờ em xuống like nha, để lát em sẽ quay thầy khi thầy mà tắm rửa toilet xong thì em sẽ quay tiếp cho mọi người theo dõi nha. Tạm biệt mọi người hãy bấm đăng ký kênh ủng hộ em nha.